bạn đã quay lại với kênh Tuyên Cổ Audio. Xin hôm nay chị giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn một chiếc van thế hệ mới TV Plus. Chiếc van này có model là KM5000 Pro. Van này nguồn gốc thì là của CF do công ty Tân Việt Plus phân phối. Chiếc van này thì đầy đủ hết tất cả các cái tính năng Bluetooth, cổng quang cũng như là đường AV, tất cả các tính năng mới nhất đều hội tụ hết ở chiếc van này. Và chiếc van này là chiếc van cơ, van số nhưng mà có thể chỉnh được bằng tay các bác nhé. Đây là phần mềm trong chiếc van này, gồm có thể là các bác kết nối được bằng máy tính. Đây là dây kết nối này, và đây là phần mềm chỉnh cho chiếc van này. Chiếc van này thì đúng ra là một chiếc van số, nhưng mà nhà sản xuất đã thiết kế thêm phần chỉnh bên ngoài để các bác không có máy tính thì có thể tiện chỉnh. Tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác. Đây là phần bên ngoài. Đây cho các bác. Đây là mặt ngoài. Mặt ngoài thì do công ty Tân Việt phân phối. Sản phẩm này là TV Plus. Mã là K5000 Pro. Đây là cổng 32 nhé. Cổng này cổng xin lỗi các bác, cổng này là cổng dây cao lông kết nối này. Và kết nối được bình thường, vừa bằng có thể các bác kết nối bằng Bluetooth cũng như là bằng cổng quang. Đây là mặt sau kết nối của nó các bác đây. Mặt sau các bác có thể là cắm cổng quang đây nhé. Cổng quang này. Cổng quang và đường vào gồm có hai đường, một và đường hai. Đường ra cũng có hai đường tương tự như thế, tương tự đường vào. Ở đây đường đánh súp hoặc center tùy các bác. Và bên đằng sau thì được thiết kế là ra súp, ra center và ra trái ra phải. Chiếc van này thì rất là nhiều các cái tính năng. Đây bây giờ em sẽ thử cho các bác xem. Thì bây giờ dây tín hiệu vào, bây giờ em chỉnh ở trước. Bút chỉnh ở dưới này. Đây là mặt trước của chiếc van K5000 Pro do thương hiệu TV Plus. Bây giờ em sẽ các bạn. Vừa rồi, bây giờ tại sao em nói là chiếc van này là rất là thông minh? Thì chiếc van này nó thích hợp hoàn toàn van số và van cơ. Đây các bác có để ý nhá. Bình thường, ví dụ đây ạ. Đây là giải bao nhiêu khi mà các bác chỉnh. Đây các bác thấy này. Bình thường nếu như một chiếc van cơ khác thì các bác chỉnh nó chỉ được lên là 0 giờ mà các bác mặc định đây là 0 giờ thôi. Nhưng chiếc van này các bác ngoài cái việc của máy tính đây, các bác có thể thấy nha, đây em cho về 0 giờ chẳng hạn. Đây. Đấy, nó lên bao nhiêu decibel? Âm 12 decibel là cuối cùng rồi đúng không ạ? Bây giờ cho em về cho dương 0. 0 decibel. Đây là 0 decibel đúng không? Thì khi các bác chỉnh ở các cái giải tần từ 5 7Hz hay là bao nhiêu Z thì trên cái thông số của chiếc van này đều hiển thị nhé các bác nhé, đều hiển thị hết, bát trung check đều hiển thị. Thì chiếc van này nó có thích hợp tất cả nội dung ở bên trong như một chiếc van số bình thường, nhưng nhà sản xuất đã thiết kế thêm như nào, thêm là cái phần chỉnh cơ. Khi các bác chỉnh cơ ở cái giải tần này, các bác có thể biết được là phần này được ở giải tần bao nhiêu. Đây ví dụ giải tần đây bây giờ em phải cho về không hết rồi nhỉ. Đấy, các bác thấy có thể đây về không nhá. Đây là phần chỉnh của music nhạc. Thì thông thường ấy giải từ 57 đến 13 134
là giải bát, và từ 400 đến 1k là giải chung. Chung và đây là giải tép. Thì thông thường nó cũng có 3 giải: bát, chung, tép. Và đây là phần chỉnh chung cho tiếng echo. Echo các bác thấy đây là volume này, volume tổng. Volume tổng của echo bây giờ các bác có thể nhìn thấy này. Đây đang là không volume này. Không, bây giờ các bác để cho nếu như vang nhiều vang ít, đây em lấy ví dụ đây. Đi đi 1 2 3 4 5 6 7. Thấy chưa? Các bác có thể thấy là khi mà tần số mình được lên, tần số hiển thị trên màn hình. Tần số hiển thị trên màn hình thì các bác có thể nhìn được là cái hiện tại là mình đang chỉnh được bao nhiêu ở trên màn hình luôn. Chứ nhiều khi giờ thì các bác nhìn đây có thể các bác không để ý. Và đây là phần repeat và phần delay lặp lại cũng tương tự như vậy. Thì khi mà các bác chỉnh, khi các bác chỉnh ở phần repeat này chẳng hạn, đây nó đang là bao nhiêu? Đây đang là dương 2 đúng không? Dương 2 thì các bác nhìn có thể nếu như các bác hát tiếng nặng nhẹ thì có thể là rất là dễ chỉnh. Và tiếp là cái chế độ chỉnh nhạc đây các bác nhé. Chế độ chỉnh nhạc đây nó có Music 5. Cái này có 12 chế độ chỉnh nhạc. Và phần effect cũng tương tự như vậy. Bây giờ khi các bác nghe ở trong 5 hoặc là 10 chế độ này, nó sẽ có những cái chế độ chỉnh bass tép khác nhau. Khi các bác nghe cảm thấy hợp với cái cấu hình nào thì các bác có thể lưu lại ở cấu hình đó. Ví dụ bây giờ em sẽ cho cấu hình thường thường, nhà mặc định nhà sản xuất sẽ là cấu hình 1 nhá. Và reverb cũng vậy. Reverb nó có KTV 1, KTV 2, KTV 3, KTV 4. Effect 1, effect 2, effect 3, effect 4. Được chưa? Và thường ấy, tất cả các cái chế độ KTV 1 này thì được nhà sản xuất là thiết kế là gần như là hay ở KTV 1, nhưng mà tùy thuộc vào cái chất giọng cũng như là vào cái thể loại nhạc các bác nghe, các bác có thể thấy được là có thể chỉnh theo tùy ý của mình. Và tiếp tục các bác có thể thấy để ý là khi mà ba cái lúm chỉnh này, tại sao ba lúm chỉnh này nó là chất, là mấy các bác nhìn là ba lúm chỉnh này có được thiết kế bằng cao su mềm nhé các bác nhé. Cao su mềm thì khi các bác xoáy nó sẽ không bị kẹt kẹt ở bên trong. Một số chiếc vang nếu như mà trường hợp cho lút cứng này xoáy các bác để một lâu ngày ấy, nó sẽ kẹt và nó rất dễ hỏng ở cái ba cái phần này. Thì nhà sản xuất đã thiết kế thay đổi cải tiến là bằng nút cao su mềm. Và bây giờ em sẽ thử cho các bác nghe mặc định của tất cả em nghe mặc định nhá. Đây em thử lại các bác ở chế độ không hết nhá. Không này. Đấy, em sẽ để ở chế độ tất cả, để ở chế độ về không hết. Tất cả chế độ về không hết. Đây volume này. Đây là phần dưới là phần echo reverb. Echo reverb này thì các bác có thể chỉnh là đây là thời gian reverb này. Thời gian ví dụ dài quá hay ngắn quá các bác có thể cho về đây này. Đấy, cái này thì thường thường tầm 57. Đây là bao nhiêu thời gian lặp lại này. Có giới thiệu cho các bác biết một dòng sản phẩm vang số. Vang số nhưng có thể chỉnh cơ. Các bác thấy là em đứng ở rất là gần chiếc loa, nhưng mà dù dít cũng không có đúng không? Nhưng mà bình thường khi các bác hát ở nhà cái khoảng cách từ các bác đến loa nó rơi khoảng từ 2,5 m. Thường là từ 2,5 m đến 3 m. Thì như vậy thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Nhưng tuy nhiên đối với chiếc vang này em hát đứng cũng là tương đối là sát loa, nhưng mà cũng không để lại những tiếng rú rít. Thì cảm ơn các bác đã, các tất cả có những vấn đề gì về tư vấn về kỹ thuật hay là có một cái vấn đề gì cần thắc mắc thì có thể liên hệ bên em theo số 0978 503 822. Xin được cảm ơn các bác đã quan tâm đến sản phẩm của bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.